Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một đôi loa hàng bãi xịn không nhé. Phải nói hàng bãi xịn là tại sao? Em nhập về là hàng bãi xịn là bọn em đã tháo tất cả, có nghĩa là bọn em đã tháo củ loa, bọn em đã kiểm tra rồi. Nhưng mà do nó mất tem, nó không còn tên hãng đấy. Có nghĩa là không còn tên hãng. Còn là chất loa thì cái này em quay gần các bác biết bãi xịn thì không thể có biết ngay nhé. Còn em đã tháo củ hết ra rồi. Các bác nào muốn xem thì em chụp cả củ trong Facebook cho các bác xem luôn. Xịn luôn, hàng xịn là xịn, zin đẹp luôn. Hôm nay em test gửi đến quý vị và những đôi loa này nghe chất thì quá là đỉnh. Vừa nghe nhạc vừa karaoke. Mà hàng này là hàng chuyên karaoke luôn các bác. Karaoke gia đình. Những hàng bãi chuẩn như này thì các bác karaoke gia đình quá là chất. Giá lại hợp lý. Giá của em nó chưa đến 3 triệu đâu các bác. Trên 2 triệu. Bây giờ các bác mua những đôi loa cỏ, loa bình thường, hàng mới đều đều nó đã hơn triệu, 2 triệu rồi. Nhưng mà không thể theo được những đôi loa như này bác nhé. Đây là loa Nhật ngon của nó đấy. Sau đây em test về cái chất lượng âm thanh cũng như là thử, bây giờ em thử tiếng mic cho các bác nghe qua. Tiếng mic của em nó thì quá là ổn rồi các bác. Để em thử nghe các bác nghe theo. Tiếng mic của loa nó ra chất bass của nó rất là sâu. Có nghĩa là tiếng nó đã ấm mềm lắm, nó không như loa của mình. Mặc dù trông em nó thế này thôi, bass chỉ 20-22, nhưng mà những dòng này karaoke gia đình thì các bác không phải nói rồi. Những thương hiệu về những đôi loa karaoke gia đình của Nhật Bản cũng như một số nước khác, hàng bãi nó rất là chất. Nên tại sao rất nhiều người biết chơi âm thanh, chuyên chọn những dòng loa cổ, càng cổ càng cũ như này. Bán những dòng loa này thì hơi khó bán với những người, nói các bác thông cảm là những người chưa hiểu lắm về âm thanh. Nên các bác cứ bảo mua đôi này thì thà đi mua đôi mới cho nó. Nhưng mà chất loa hàng mới bây giờ không bao giờ nghe được, không bao giờ nghe được chất như những đôi loa bãi hàng của nước ngoài được. Sau đây em xin test về cái chất lượng âm thanh cho các bác nhé. Em sẽ test chất lượng âm thanh mở qua đôi loa này luôn cho các bác. Em test dòng nhạc, em test luôn nhạc vàng cho các bác nghe nhạc, còn hát thì chắc chắn là chất rồi. Quá là chất luôn. Đến đây mà test trực tiếp luôn thì em càng thích. Vì để cho các bác nghe trực tiếp rồi. Nghe trực tiếp nó chất lượng âm thanh nó rất là hay, nó em thu qua điện thoại này chỉ được 40% thôi. Đến tay các bác thôi. Các bác đeo tai phone vào nghe thì còn khó. Hai cho bác này sàn.
nói là đỉnh cao luôn quá nha. Không hay không lấy tiền luôn. Chưa giá của em nó là 2.800.000 quá nha. Không hay không lấy tiền. Bạn nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên cho em. Em xin chào, cảm ơn. Mong rớt, quay mặt đi xem nào. Đây.